Thưa quý vị và các đồng chí, chương trình quốc phòng toàn dân thành phố Hồ Chí Minh kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Kim tự tháp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin hân hạnh gặp lại quý vị khán giả với người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Kim tự tháp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ là vị khách mời đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, đó là người mẫu Bùi Việt Hà. Giới thiệu Bùi Việt Hà là người mẫu, nhưng thật ra đây là một công việc mà Hà đã làm rất là lâu và mọi người đều biết đến. Thời gian sau này thì có lẽ là Hà lo bận việc kinh doanh nhiều hơn, phải không ạ? Dạ vâng. Công việc hiện nay Hà làm gì? Hiện tại thì Hà đang có hai công việc chính, đó là điều hành một công ty quảng cáo và một cửa hàng áo cưới vừa mới mở được khoảng 5 tháng thôi. Tới hai công việc chính, người ta làm một công việc chính là người ta muốn chết rồi. Mình tới hai công việc chính mà lúc nào mình cũng tươi hết. Tức là không, thực sự là tại vì hai công việc nó có liên quan đến nhau và nó cùng chung một địa điểm, cho nên là mình cũng tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Công ty quảng cáo. Dạ vâng. Cụ thể công việc làm gì? Công ty quảng cáo của Hà thì làm công việc về sản xuất quảng cáo. Đó là mình cung cấp người mẫu, mình chụp hình quảng cáo và xử lý hình ảnh. Và sau đó mình làm những yêu cầu kỹ thuật để nó làm cho cái hình ảnh đẹp nhất theo yêu cầu khách hàng. Công ty của Hà làm được bao nhiêu năm rồi? Hiện tại đến nay thì là được 5 năm rồi ạ. Cảm ơn Hà đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi. Xin giới thiệu với Hà người đồng đội đầu tiên của bạn ngày hôm nay, đó là anh Thạch Bình. Dạ. Đến làm quen. Chào anh. Hy vọng mình hợp tác vui vẻ. Chúc cả hai cùng may mắn. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ vị khách mời thứ hai, đó là diễn viên ca sĩ Hứa Vĩ Văn. Còn thiếu có giới thiệu người mẫu nữa thôi, chứ thật ra là diễn viên, người mẫu, ca sĩ, không biết là bây giờ nên bắt đầu từ đâu ha. Anh Bảo ơi, em chỉ muốn bây giờ em là người tự do thoải mái rồi, không có một cái danh hiệu nào hết và cũng không một công việc nào hết. Chỉ muốn thoải mái hôm nay đi chơi kiếm tự tác thôi. Thật ra là có quá nhiều rồi, bây giờ không biết chọn là từ đâu hết công việc hiện tại hiện nay như thế nào ạ? Công việc hiện tại của em là em sẽ bắt buộc là phải album. Chuẩn bị ra album. Thì là album này, album Vol 3 của em. Vol 3. Tựa đề là gì hả? Được mang tên là Ngày Về, cũng là cái tên mà em đi chơi nhiều quá rồi, em du lịch nhiều nơi rồi, bây giờ phải đi về để mà làm việc. Trời, lâu lắm rồi tôi mới nghe người ta nói câu sảng khoái. Thường hỏi ai cũng nói tôi mới làm việc, tôi bận dự án này, tôi bận dự án nọ, em bận lắm ơi. Trời, nghe nhức đầu lắm, thấy không? Lâu lâu mình phải dành thời gian đi chơi, lâu lắm tôi mới thấy một người rất là sảng khoái đi chơi, nên như vậy đi chơi phải không? Hôm nay đến đây chơi nữa nè. Cảm ơn bạn đến với chương trình của chúng tôi. Xin giới thiệu với bạn người đồng đội của bạn ngày hôm nay rất xinh đẹp, đó là bạn Thùy Trang. Chào đến làm việc. Chào Thùy Trang. Chào vâng. Hợp tác vui vẻ nha. Hợp tác vui vẻ nha. Và tôi xin chúc cho hai đội chơi ngày hôm nay có một cuộc chơi thật là thú vị. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kim Tự Tháp như thường lệ có tất cả là 4 vòng thi, bao gồm 2 vòng thi khám phá Kim Tự Tháp và 2 vòng thi chinh phục Kim Tự Tháp. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của nhãn hàng Kayla. Và bây giờ vòng thi đầu tiên xin phép được bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi đầu tiên của chương trình mang tên Khám phá Kim Tự Tháp. Ở vòng này chúng ta có tất cả là 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Thời số hóa. Rừng vàng, biển bạc. Không nơi ẩn nấp. Vẫn là cổ tích. Phú ông xin đổi nấm xôi bơm cười. Và chủ đề cuối cùng là nâng đỡ tình yêu. Trước khi chúng ta bước vào từng chủ đề, tôi xin nói qua một số quy định của trò chơi này như sau. Người gợi ý sẽ ngồi trước màn hình vi tính, các đáp án lần lượt được thể hiện.
Bạn hãy nhanh chóng dùng những từ ngữ, lời nói hay bất cứ hành động nào để diễn đạt cho người đối diện có thể hiểu từ mà bạn muốn nói. Và xin lưu ý tất cả sự diễn đạt này không được có từ nào trùng với từ có trong đáp án. Nếu vi phạm, chúng ta sẽ nghe một tín hiệu và chúng ta sẽ không được tính điểm cho đáp án đó. Các bạn có 30 giây để diễn đạt tất cả 7 đáp án. Mỗi đáp án đúng, bạn được 1 điểm. 1 điểm tương đương một giá trị tiền thưởng là 100.000 đồng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chủ đề đầu tiên. Chủ đề này ưu tiên cho bạn Bùi Việt Hà. Mời bạn. Em chọn chủ đề rừng vàng biển bạc ạ. Bạn chọn chủ đề rừng vàng biển bạc. Gợi ý của chủ đề này như sau: danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Nha Trang, Đà Lạt. Có hai phần, một phần là di tích, một phần là danh lam thắng cảnh. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái gì mà hồi xưa có vua Hùng với Miệt Nương, Trọng Thủy, thành gì đó? Cổ Loa. Cái gì mà ngày 10 tháng 3 người ta hay tổ chức tổ Hùng Vương? Không, cái nơi đó gọi là cái gì? Cái đền vua Hùng, đền thờ. Không, hai chữ thôi, bỏ qua. Vua Hùng. Cái gì mà ở Hải Phòng có vịnh gì đó là Hạ Long. Cái gì mà ở Việt Nam là nơi nhất? Tiếc quá phải không ạ? Đây là những đáp án phía sau rất là dễ, nhưng mà do chúng ta đã mất thời gian ở đáp án đền Hùng cho nên các bạn không còn kịp thời gian để trả lời những đáp án phía sau nữa. Cho nên các bạn hãy rút kinh nghiệm. Đợi bạn Hứa Vi Văn rút kinh nghiệm rồi chứ. Bây giờ các bạn chọn chủ đề. Văn sẽ chọn chủ đề vẫn là cổ tích. Vẫn là cổ tích. Gợi ý của chủ đề này như sau: những điều liên quan đến chuyện cổ tích. Cây chổi, phù thủy, rồi ma, rồi vân vân. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Chuyện ngày xưa mình ta hay kể lại là gì? Cổ dân gian. Người ta nói chuyện với nhau. Cái từ gì để mà nói chuyện với nhau, để mà truyền đạt một câu chuyện? Chuyện miệng. Chuyện gì mà không có thật? Hư cấu. Chuyện gì mà rất là viễn tưởng? Hoang tưởng, hoang đường. Chuyện gì mà có rất là nhiều Phật rồi thần thánh? Coi bói thì gọi là cái gì? Mê tín. Yeah. Xin chúc mừng các bạn. Rõ ràng là đội của bạn Hứa Vi Văn có rút kinh nghiệm từ đội của bạn Việt Hà. Bây giờ chủ đề thứ hai dành cho đội bạn Việt Hà. Em chọn chủ đề Phú Ông xin đổi nắm soi bơm cười ạ. Đây là chủ đề có điểm thưởng 300 điểm. Các bạn cố gắng lấy 300 điểm này nữa. 300 tiền thưởng tương đương với giá trị là 300.000 đồng. Gợi ý của chủ đề này như sau: những loại xôi. Có bao nhiêu loại xôi tất cả? Xôi đậu đen, đậu đỏ. Đậu đen, các loại đậu. Xôi gà, xôi gất. Xôi gà, xôi gất. Xôi thập cẩm. Xôi thập cẩm, xôi thịt. Xôi xôi thịt, xôi vò. Xôi vò. Xôi ngon lắm. Xôi gất. Xôi gất. Xôi giò nữa, phải không? Xôi bắp nữa. Xôi bắp. Tới 8 điểm luôn. 8 điểm. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái trái gì dài dài có râu? Bắp. Xôi gì đỏ, màu đỏ? Gớt. Xôi gì mà nấu chè, cái loại đó nấu chè được? Dừa xôi. Đen. Chè gì? Thường... Bỏ qua đi. Xanh đỏ. Bỏ qua. Xôi gì? Xôi vò. Xôi ngược với gạo. Ngược với gạo là nếp. Hoặc là xôi gì dùng vật liệu đó có thể nấu thành rượu được, chưng thành rượu được, phải không ạ? Xôi nếp. Chứ cái xôi nãy mà màu. Chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Hứa Vi Văn. Tụi em đã thống nhất chọn chủ đề là không nơi ẩn nấp. Không nơi ẩn nấp. Không nơi ẩn nấp. Gợi ý của chủ đề này như sau: những điều liên quan đến hang động. Ví dụ như là gì ạ? Có than hang thì có đá. Hang có đá. Dơi. Có thạch. Thạch nhũ. Nước. Nước. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Nơi thấp á.
không có khô ảnh. Ráo à, đúng rồi, đá đá hai chữ đá thạch nhũ hả? Ngược với khô ướt, ngược với sáng tối. Bỏ qua. Con gì hồi nãy? Con dơi. Có những cái gì chảy trong nước khe, chảy trong khe. Khe. Suối nhỏ đúng rồi. Suối, đó là suối nhỏ. Okay. Ở trong hang thì nó không có những suối lớn, thường thường nó là những con nước, nước chảy trong khe như bạn nói, đó là suối nhỏ. Được rồi, không sao. Chủ đề tiếp theo, nhưng mà trước khi bước sang chủ đề tiếp theo, chúng ta tổng kết số điểm của 4 chủ đề hiện nay của hai đội như sau. Đội của bạn Việt Hà được 5 điểm và đội bạn Hứa Vi Văn được 10 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Coi như là đội của bạn Hứa Vi Văn chạy hơi xa rồi đó, bạn Hà cố gắng lên nhé. Chủ đề này dành cho đội của bạn. Em chọn thời số hóa. Thời số hóa. Gợi ý của chủ đề này như sau. Các loại thẻ được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Thẻ tín dụng, tiền, rồi chứng minh nhân dân nè, thư viện, bằng lái xe nè, bằng lái xe, thư viện nè, đủ chưa? Rồi. Chúng ta có 30 giây, 30 giây bắt đầu. Cái gì mà dùng để di động á? Thẻ điện thoại. Cái gì mà để nhân viên đi vào công ty á? Cái gì mà để cho mấy bạn đến trường? Thẻ thư viện, thẻ học sinh. Nhưng mà dành cho lớp lớn, đại học á? Thẻ sinh viên. Cái gì mà anh vừa mới nói xong á? Thẻ học sinh. Cái gì mà dành cho mấy người làm trong đài hoặc là này kia hay thẻ bản tên? Không phải. Thẻ tên. Cho phóng viên đó thôi. Thẻ dành cho phóng viên là thẻ nhà báo. Chúng ta đến với chủ đề cuối cùng, nâng đỡ tình yêu. Chủ đề này dành cho đội bạn. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những loài cây trồng trên giàn. Tức là trên những cái giàn cây, ví dụ như là mướp nè, mướp, bầu bí, bông thiên lý, bông thiên lý, hoa thiên lý, vân vân, bông thiên lý nè, cũng là trồng trên giàn. Trên giàn thì người ta có thể là sắp thành những cái cây, rồi những cái dây người ta cột với nhau để cho leo trên đó. Dây leo, nói chung các loại dây leo. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái gì mà vở học sinh á, cái tên á, cái giấy. Tên hai chữ, hoa giấy. Cái gì mà sự tích mà ba người á, mà chầu liền... cao, hai chữ, chữ đúng chữ chầu. Đầu chữ sau là chầu không. Hai gì mà có chữ hoa thiên lý. Hai gì có liên quan đến mướt, mướt no, hoa tóc, tóc tiên, đúng. Ăn cái gì mẹ ơi, ăn cái gì có tóc. Tỏi phải không, ăn vô nó có mùi không có dễ chịu phải không? Nhưng mà tỏi này rất là tốt, ăn có thể trị bệnh được. Các bạn đã trải qua 6 chủ đề, số điểm hiện nay của hai đội như sau. Đội của bạn Bùi Việt Hà được 8 điểm và đội bạn Hứa Vi Văn 14 điểm. Tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai. Cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ hai của chương trình mang tên Chinh Phục Kim Tự Tháp. Chào mừng bạn Hứa Vi Văn và bạn Thùy Trang đã bước vào vòng thi đặc biệt này. Đây là một may mắn đầu tiên phải không ạ? Hai người kia chưa có. Đúng rồi. Bây giờ họ sẽ ngồi đó để xem mình thi. Ở vòng thi này chúng ta có tất cả là 6 chủ đề, thứ tự trả lời từ trái sang phải, từ dưới lên trên. Nếu chủ đề nào khó các bạn có thể cho qua, còn thời gian thì chúng ta sẽ quay lại để tiếp tục trả lời. Nếu trong 60 giây các bạn trả lời đúng hết 6 chủ đề, tổng số điểm thưởng là 5.000 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 5 triệu đồng. Và ở vòng thi này thì bạn Văn không được dùng tay để diễn tả, tôi giữ tay vào đây. Điều này tránh cho bạn vi phạm nội quy. Dạ vâng ạ. Không được dùng bất cứ câu nào để gợi ý, chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê. Dạ. Nên hết sức lưu ý điều đó nha, đừng có để vi phạm thì mất điểm, uổng lắm. Bạn Trang sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thấy bạn lúc nào cũng bình tĩnh, vậy là tốt lắm. Vào vòng thi này phải hết sức bình tĩnh. Chúc hai bạn may mắn. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Bài hát
bấm nút, âm nhạc, cái tai, đĩa, bỏ qua. Đĩa bỏ vô, dàn máy, muối, đường, gia vị, thơm, thơm, gia vị, thức ăn, muối, đường, nước mắm, ngửi, hết. Bỏ qua. Anh pháp, chữ viết, anh pháp hoa chữ viết, ngôn ngữ, bỏ qua. Đại học sư phạm, Việt Mỹ. Bạn nghe tiếng phèn bạn hết hồn phải không? Mùi vị bạn đã liệt kê cũng rất là cố gắng. Nào là muối, đường, tiêu rồi thơm. Còn muối đường không thì chỉ là gia vị, bạn có nói thêm chữ thơm rồi. Còn cố gắng làm thêm động tác mũi hít 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 nữa. Đó là mùi vị đó. Và các bài hát dân ca bỏ qua cũng hơi uổng chút xíu phải không? Ví dụ như là bài gì à? Đến lúc đó không nhớ nữa. Lý cây bông với hoàng kiều. Các bài lý có thể kể ra. Ngoài ra từ điển Anh Việt, Việt Anh, Việt Hoa rồi vân vân. Trung tâm ngoại ngữ Việt, rồi Việt Mỹ, một số hội Việt Mỹ rồi vân vân đúng không? Các bạn đã ghi được 200 điểm, tương ứng giá trị tưởng là 200.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với lần thi thứ hai của phần thi khám phá kim tự tháp. Ở phần thi này chúng ta cũng có 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Miền Nam quê tôi, mai ăn tim, quà quê, tay khỏe tay ngoan, chuông gió. Và chủ đề cuối cùng đó là tháng 10 Nga. Tất cả những quy định của vòng thi này vẫn không thay đổi. Và bây giờ là các thành viên của hai đội đã hoán đổi vị trí cho nhau. Bạn Thùy Trang lúc này là một đồng đội mới của bạn Bùi Việt Hà. Và bạn Thạch Bình là một người đồng đội của bạn Hứa Vi Văn. Hy vọng rằng sự kết hợp mới này mang đến cho các bạn một số điểm kha khá. Chúng ta sẽ bắt đầu chủ đề đầu tiên dành cho đội của bạn Bùi Việt Hà. Em chọn tháng 10 Nga. Bạn chọn tháng 10 Nga. Tại sao bạn Thùy Trang lại chọn tháng 10 Nga? Tại vì anh hai em cũng từng học ở bên Nga 5 năm rồi. Nên em biết hơi nhiều về. Anh hai bạn đã học ở bên Nga 5 năm. Chắc có kể cho bạn nghe rất là nhiều những danh lam thắng cảnh ở Nga phải không ạ? Dạ. Và bây giờ chúng ta có dịp nhắc lại một ngày lịch sử tháng 10 Nga. Chúng ta gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ gợi nhớ đến nước Nga. À, coi như trúng tủ rồi phải không? Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Chủ tịch của nước Nga đầu tiên. Lenin. Một cái nơi rất là rộng lớn mà có một cái màu đối nghịch với lại màu đen. Một cái nơi rất là lớn mà cung điện. Không phải, nơi lớn. Một cái khoảng sân trong. Quảng trường đỏ. Một cái cung mà đẹp rất là nổi tiếng. Cung điện Kremlin. Thủ đô của nước Nga Moscow. Một tác phẩm nổi tiếng viết về nước Nga. Không ngủ. Đó là Đêm Trắng. Chúng ta đến với chủ đề đầu tiên của đội bạn Hứa Vi Văn. Mời các bạn chọn chủ đề. Em sẽ chọn miền Nam quê tôi. Bạn chọn chủ đề miền Nam quê tôi. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những món ăn được ưa chuộng của miền Nam. Ví dụ như là những món gì ạ? Và đây là chủ đề có điểm thưởng. Cá kho tiêu hay là canh chua, hay là canh chua. Canh chua có nhiều loại canh chua lắm. Canh chua gì ạ? Canh chua lẩu mắm. Rau lẩu mắm hay là lẩu mắm. Bánh tét hả? Bây giờ bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái món mới vừa nói có rau có me nè, canh chua cá lóc. Cái món mà phải kho một cái món mà một cái nồi rất lớn xong bình mà, mà rất là hôi, không được thơm lắm. Một cái vật mà bơi dưới nước mà đem lên xong rồi lục qua lục lại. Cá lóc. Không. Cá bông lau. Bỏ qua.
một cái loại, một cái món ăn mà khi mình vô quán nhậu á, người ta đưa mình. Có hay đi quán nhậu không? Sao biết mỗi lần món ăn mà đưa vô quán nhậu người ta đưa ra đầu tiên? Gỏi, món gỏi. Còn món một món nữa mà bạn Huy Văn đã diễn tả rất là trúng, đó là con gì lội là con lội, cá nướng. Đem lên lật qua lật lại là nướng, hai cái cộng lại là cá nướng. Đáp án. Chủ đề tiếp theo của đội bạn Bùi Việt Hà, ở chủ đề này thì bạn Thùy Trang sẽ là người gợi ý. Mời các bạn chọn chủ đề ạ. Em chọn quà quê. Quà quê. Quà quê. Gợi ý của chủ đề này như sau: những món ăn dân dã. Những món gì các bạn có biết không ạ? Dân dã. Chè xôi. Chè xôi, dân dã hơn nữa đi. Đi vô vùng sâu vùng xa luôn coi. Nướng lụi. Nướng chui. Nướng chui. Nướng chui. Khoai nướng. Cá lóc nướng chui hoặc là khoai lùi, phải không ạ? Khoai nướng lùi. Rồi gì nữa? Thôi được rồi, ăn như đó cũng no rồi. Trời ơi. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái gì để nướng sau khi mình đốt lửa trại? Khoai mà cái từ sau là sợi, mình hay ăn mì. Hai chữ. Khoai mì. Hai không, chữ. Củ mì. Cái gì hay ăn với mắm tôm? Cà pháo. Cái gì mà ở Biên Hòa? Biên nem Hòa. nem lụi. Cái gì mà cái món nem lụi này thấy ghê quá. Nem mà dày xỉa vô là lụi, phải không? Đó là nem lụi, đó là Biên Hòa bán, phải không? Bán nem lụi rất là ngon, rất là nổi tiếng ở Biên Hòa, đúng rồi. Nem lụi. Nem gì mà ghê. Chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Hứa Vĩ Văn. Tôi chọn chủ đề mai ăn tim. Mai ăn tim, sự tích dưa hấu, phải không? Gợi ý của chủ đề này như sau: các loại dưa. À, có dưa gì ạ? Dưa hấu. Dưa hấu, dưa leo, dưa gan. Dưa gan, dưa chuột. Dưa chuột. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Dưa gì? Dưa gan. Bỏ qua. Dưa gì Tết hay có? Dưa hấu. Dưa gì liên quan đến cái con gì đối nghịch với con mèo? Dưa chuột. Dưa gì gì để đánh cá? Dưa lưới. Dưa gì cho qua. Cho qua. Dưa gì mà nó vậy nè, đó nó vậy, nó vậy, nó vậy là gì? Dưa leo. Dưa leo, phải không? Bỏ qua dưa leo, có dưa gan hay đó. Bạn đã trải qua 4 chủ đề, số điểm hiện nay của Hà được 7 điểm, xin chúc mừng cả hai đội. Tỷ số hiện nay là 7-6 nghiêng về đội của bạn Bùi Việt Hà. Chủ đề thứ 5 dành cho đội bạn Hứa Vĩ Văn. Chọn chủ đề chuông gió. Chuông gió. Chuông gió. Gợi ý của chủ đề này như sau: những vật dụng khi thổi phát ra âm thanh. Những vật dụng khi thổi phát ra âm thanh. Kèn nè. Kèn. Sáo. Sáo. Tù. Tù và. Tù và. Saxophone. Saxophone. Harmonica. 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 Vân vân, nhiều. Nhiều phải không? Dạ. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Trường Bình Tuấn thổi gì? Saxophone. Không, tiếng Việt. Tiếng Việt. Saxo. Tiếng Việt. Hãy cho qua đi ạ. Cho qua. Cái gì? Sáo. Mới vừa nói hai chữ. Saxophone. Không, trong chùa hay là gì đó. Mấy cái con trâu, gỡn trâu làm cái gì? Sáo. Không, khác cái sao? Bỏ qua. Lâm Trường hỏi gì? Tiêu. Điên tên tiếng Anh của cái môn. May quá, Lam Trường cũng giúp cho bạn có một điểm, thấy không ạ? Chủ đề cuối cùng là tay khỏe tay ngoan. Để ý của chủ đề này như sau: những môn thể thao sử dụng tay, ví dụ như là môn gì à? Bóng chuyền. Bóng chuyền. Bóng bàn. Bóng bàn. Cầu lông. Cầu lông. Bóng rổ. Bóng rổ. Cầu lông, có tennis luôn đi. Tennis. Bóng ném. Bóng ném. Bóng ném là chọi vậy thôi. Bowling. Bowling. Bowling không? Có. Bowling. Các bạn có 30 giây. 30 giây
bắt đầu. À, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, à, tennis, à, golf, tennis, à, gọi tên khác, à, quần vợt, đấm bóng, hai chữ khác, à, à, Quyền Anh. Rất xuất sắc, nói về đánh lộn là vô cùng xuất sắc, phải không ạ? 7 điểm là số điểm tối đa dành cho một chủ đề. Xin chúc mừng đội của bạn Bùi Việt Hà. Như vậy thì ở chủ đề cuối cùng bạn đã ghi được số điểm rất cao. Điều đó qua chúng ta thấy rằng tổng kết 3 chủ đề chắc chắn rằng điểm của các bạn sẽ ấn tượng lắm. À, chúng ta đã trải qua tất cả là 6 chủ đề. Số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Hứa Huy Văn được 8 điểm và đội của bạn Bùi Việt Hà 14 điểm. Tiếp tục bước vào vòng thứ 2. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi cuối cùng của chương trình mang tên Chinh Phục Kim Tự Tháp. Xin được chúc mừng bạn Bùi Việt Hà đã bước vào vòng thi đặc biệt này. Giống như lời nãy đã cảnh báo bạn Hứa Huy Văn, bây giờ bắt đầu khi hai người đó ngồi coi chúng ta thi, đúng không? Nhưng mà hơi tội nghiệp bạn Thạch Bình chút xíu, thấy không? Nhìn mặt bạn hôm nay buồn lắm, chưa được ngồi đây, trong khi bạn Thùy Trang có 2 lần được ngồi đây là may mắn lắm. Chính vì 2 lần đó cho nên nếu trong 60 giây bạn trả lời đúng hết tất cả 6 chủ đề, tổng số điểm thưởng ở vòng này sẽ là 10.000 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 10 triệu đồng, phải không? Ở vòng thi này thì bạn Việt Hà không được dùng ta để diễn tả, hai cái tay để vào đây, không được phép dùng bất cứ câu nào để gợi ý. Chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê. À, chúng ta nên nhớ điều đó, không được dùng bất cứ câu nào để gợi ý, coi như là vi phạm. Các bạn còn điều gì thắc mắc không à? Dạ không. Không ha. Mỗi một chủ đề có 10 giây mà thôi. Nếu mà chủ đề nào thấy quá 10 giây mà chưa trả lời là tức cho qua liền. Những chủ đề điểm rất là cao nằm ở bên tay phải, chúng ta nằm ở bên trên đó, cho nên cố gắng mở ra cho hết. Rồi. Chúc hai bạn thành công. Rồi, cảm ơn anh. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Lúa, gạch, nông dân, nông nghiệp, ngành nông nghiệp. Không, liên quan đến không được gợi ý. Bỏ qua. Ổ cắm, xích cắm, dây điện, hút thử, điện, ngành điện. Bỏ qua. Sunrise Tower, Sài Gòn Center, tạc cao ốc, xe buýt miền Tây, miền Đông, Roda, sinh nhật, Roda, bánh ngọt, tiệm bánh, bỏ qua, xi măng, cát, đá, các ngành công nghiệp. Xi măng, cát, đá là vật liệu xây dựng đó. Mùa thu hoạch, bạn đã gợi ý cũng khá chính xác, nhưng bạn Thùy Trang vẫn chưa đoán được đó là gì. Chữ mùa thu hoạch. Rồi bánh kem, Roda, Roda bánh hơi đắt tiền chút đó phải không? Đức Phát, Kinh Đô, sinh nhật, nghĩ đây bánh kem, nhưng mà chưa ra được bánh kem là bánh gì đó. Các bạn đã ghi được 400 điểm so với 10.000 điểm, cũng hơi tiếc một chút xíu, nhưng không sao, 400 điểm tương ứng giá trị tiền thưởng là 400.000 đồng. Chúc mừng hai bạn. Hơi tiếc một chút xíu thôi, vật liệu xây dựng, đáng lẽ nếu còn thời gian thì các bạn vẫn có thể trả lời chính xác. Bạn có thể là đất cát, rồi xi măng, rồi bê tông, rồi sắt, thép, vân vân. Ở chủ đề thứ tư chúng ta đã vi phạm vì có một từ có trong đáp án. Sau đây xin mời bạn Hứa Vi Văn và bạn Thạch Bình cùng bước lên sân khấu. Nó vui lắm, thấy không? Vui anh. Nếu mà được ngồi đây thì nó vui nữa. Dạ. Không? Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn lại số điểm của mỗi thành viên như sau. Trước tiên đó là bạn Thạch Bình với số điểm là 800 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 800.000 đồng. Chúc mừng bạn. Và bạn Vĩ Văn, 1.200 điểm, 1.200.000 đồng. Chúc mừng bạn.
với số điểm là 1.300 điểm, hơn đây 500 điểm cũng được rồi ha. 1.300.000 đồng chúc mừng bạn. Cuối cùng là bạn Thùy Trang, hai lần được ngồi đây, 1.700 điểm, 1.700.000 đồng chúc mừng bạn. Ngoài ra chúng ta còn nhận thêm những phần quà của nhà tài trợ nhãn hàng Kayla, đây xin tặng các bạn. Mặc dù mình không được lên trên đây mình cũng có quà giống nhau phải không ạ? À? Vui là chính. Và xin cảm ơn các bạn đã đến tham dự chương trình của chúng tôi và xin chúc cho các bạn luôn luôn thành công trong công việc của mình. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kim Tự Tháp đến đây là kết thúc. Chương trình được lưu hình tại phim trường trung tâm Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự tài trợ của nhãn hàng Kayla. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Đêm thi cuối cùng của cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ 2007 là phần tranh tài hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị giữa ba thí sinh Nguyễn Ngọc Đợi, Lê Văn Gàng, Nguyễn Thị Diễm Kiều. Ai sẽ đăng quang với danh hiệu Chuông Vàng Vọng Cổ 2007? Một đêm thi đầy ắp niềm đam mê cháy bỏng, một buổi tối thưởng thức chương trình nghệ thuật tuyệt vời hướng về những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc. Hãy đến với đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ 2007 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV.